Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử, sự nghiệp của nam ca sĩ tài năng, Đát Ca A. Dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng cái tên Đát Ca A vẫn đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với bài hát của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube cá nhân của Tấn Đạt đã thu hút gần 150.000 lượt đăng ký kênh, với gần 25 triệu lượt xem, cùng trang Facebook cá nhân cũng thu hút gần 70.000 lượt theo dõi. Đát Ca A là ai? Tên thật: Nguyễn Tấn Đạt. Nghệ danh: Đát Ca A. Năm sinh: mùng 9 tháng 12 năm 2000. Quê quán: An Giang. Nơi sinh sống: thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: ca sĩ. Đát Ca A là nam ca sĩ điển trai và khá tài năng. Anh từng được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm bởi những video khá hài hước đăng tải trên kênh video của mình. Anh sở hữu chất giọng trầm khàn, bụi, nghe giống với Đạt G, còn khi rap thì màu sắc âm nhạc lại giống với Dách. Với chất giọng đặc biệt này, anh luôn nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả qua các ca khúc mà anh thể hiện. Hành trình trở thành ca sĩ của Đát Ca A. Dù chỉ mới trong 20 tuổi, nhưng chàng trai này vẫn luôn cố gắng vì đam mê của mình. Đát Ca A không ngừng trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhất hiện nay. Với tác phẩm đầu tay, Dừng Thương, đây là một tác phẩm được Đát Ca A viết từ một câu chuyện có thật với mong muốn gửi đến khán giả một món quà ý nghĩa. Với ca từ đơn giản, ý nghĩa, giọng hát từng câu chữ nhẹ nhàng, bài hát đã chạm đến được trái tim người nghe. Sau sự thành công của ca khúc Ngừng Thương, tiếp là ca khúc Đường Quyền Tình Yêu. Ca khúc này mang âm điệu vui tươi, dù chỉ mới ra mắt, nhưng lượt xem và chia sẻ khá nhiều của khán giả. Điều đó cho thấy rằng, anh nhận được sự ủng hộ khá nhiều từ khán giả. Bài hát này còn được cover lại từ nhiều bạn trẻ. Ngày 13 tháng 12 năm 2020, chàng trai Đát Ca A đã cho ra mắt sản phẩm Chiều Thu Họa Bóng Nàng. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 5 của Đát Ca A. Dù chỉ mới ra mắt, nhưng đã nhận được về hơn 21,8 triệu view, cùng 227.000 lượt like trên YouTube. Đây là một thành tích khá ấn tượng mà không ít nghệ sĩ trẻ nào có thể làm được. Ngoài ra, Chiều Thu Họa Bóng Nàng đã có 3 lần chạm nóc Real Time hơn 10 lần và lọt vào top 40 Real Time với gần 4.000 lượt yêu thích. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.